Chào mừng mọi người đã đến buổi quay thử xổ số miền Nam hôm nay, thứ năm, ngày 30 tháng 5 năm 2024. Chúc mọi người một ngày mới phát tài phát lộc. Mọi người xem kênh hãy nhớ like, chia sẻ, ủng hộ cho kênh. Giải 8 Tây Ninh 38, giải 8 An Giang 40, giải 8 Bình Thuận 35, giải 7 Tây Ninh 907, giải 7 An Giang 300, giải 7 Bình Thuận 647 và bao gồm các giải còn lại: giải 6, giải 5, giải 4, giải 3, giải 2, giải nhất và giải đặc biệt. Mời mọi người tiếp tục xem buổi quay thử số miền Nam hôm nay. Đặc biệt Tây Ninh 447959, đặc biệt An Giang 895270, đặc biệt Bình Thuận 028201. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại buổi quay số lần sau.